Hello, xin chào cô bác anh chị em ha. Tiếp tục động cơ 4 máy, mình quay giới thiệu đến cô bác anh chị em động cơ Kubota. Em này DC 60. Em này cũng như mấy động cơ vừa rồi ha, mình cũng mới làm semi bê tông xong, bạc mới, gòn mới. Chụp bô là chụp bô nguyên zin nha. Ở đây mình không có xài chụp bô chế nha, điều đó mình không cần nhắc lại thêm. Ở đây xài chụp bô nguyên zin hết. Đây thì mình cũng đã vệ sinh xong, thay 4 thang đi mua sạc thì đi mua sạc cái đĩa để chắc ăn ha, không có gì mà phản hết á. Có cái tăng đa nguyên si nha, nguyên zin bạc miễn zin nha, không có thay hết, không có thay gì hết, chỉ làm 4 lòng mi tông bạc thôi ha. Em này là lốc của nó là SKMT, nắp lắp cũng SKMT luôn nha các bác chị em, cho nên giá nó cũng hơi cao. Dòng này thì nó châm nhét ở trên này nha, có châm nhét trên nắp cò, anh em cô bác nào cũng dễ châm nhét ha. Máy này thì thường thường nó mới tinh anh em ơi, không có cũ đâu, tại vì mới bung có một lần đầu tiên mà sao cũ được. Tem mới nha, mình sơn lại mình dán tem mới anh quá chị em, sơn lại mình dán tem mới. Thì mình sơn những cái chỗ mình tháo ra nha, ốc tán bồ lon nào mà mình sơn thì mình tháo ra mình sơn lại hết ha. Như thằng ống nước rồi nè ha, là tất cả mình thay ống nước mới hết rồi. Anh em cô bác nào xài cứ an tâm ha, anh em mà ủi phà ủi chẹt hay là chạy ghe chạy tàu đặt cổ đặt gì ha, ok ha. Đó, rất là chuẩn rồi các anh chị em, mình đã làm xong rồi thì mình sơn lại cho cô bác anh chị em dễ dòm dễ nhìn hơn. Chung là quan trọng là mình báo cáo với anh em là thật tình thôi, mình làm sửa chữa cái gì đó thì mình nói với anh em là vậy đó, chứ nước sơn thì sơn lại thì nó sạch sẽ, nó đẹp thôi chứ không có gì. Chứ đôi khi mình báo cáo anh em ở cốt ở tăng đa là kia nọ cốt đẹp tháo ra thấy gớm, điều đó không đúng nha, đó là mình cấm kỵ trong cái nghề nghiệp, mình không có được làm ăn cái gì ha. Đó, mình luôn lấy uy tín làm thương hiệu cho nên là mình không có bán làm bậy làm bạ, mình không có đập đổ chén cơm của mình nữa, nghề nghiệp mình chỉ có nhiều thôi. Thì anh em cô bác thời gian qua đã mua máy có tiệm mình đó thì cũng đã biết ha. Đã làm máy lại rồi ha, làm hơi lại rồi, chạy như mới luôn, êm ru, không kêu không hú gì hết. Chụp bô thì anh em nào có chụp bô rồi thì bỏ chụp bô lại, mình trừ lên 5 triệu nha, so với giá mình bán bao nhiêu thì chụp bô mình đã thu lên 5 triệu. Thì có nhiều anh em cũng nói sao mà mắc này kia mắc nọ, thì anh em cũng video nào mình cũng giải thích hết anh em ha, thì anh em cũng tự tính được ha. Anh em nào có xài máy cà đâm liên hợp thì khi máy đã bị đứt nước rồi thì làm lại tốn bao nhiêu tiền đó ha, thì anh em cũng biết ha. Hoặc là có nhiều anh em đi mua chục bô gin bao nhiêu triệu thì anh em cũng đã biết ha. Cho nên anh em cũng đừng có nói mắc rẻ tội nghiệp em Út nha. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Thì tiền công cán cả sơn bọng này kia nọ, lắp ráp thợ thầy á, thì mình lời gọn gói cái máy này tầm khoảng 3 triệu nha. Kể cả tiền sơn, tiền công, tiền này kia nọ hết ha. Sơn này mua cái là mắc nha các bác chị em. Cho nên là mình bỏ ra hai ngày, hơn 2 ngày mới xong cái máy này. Cho nên là ba người mà làm 2 ngày thì 3 triệu thì cũng không có gì gọi là xứng đáng hết, nhưng mà cái trách nhiệm, cái nghề nghiệp mình phải làm thôi nha các anh chị em. Đó. Cho nên là vì đam mê thôi mình làm thôi. Thật sự ra mà cái con máy nghe đĩa mình mua về mình bán mình lời 1-2 triệu nó khỏe hơn, còn con máy này mình phải lắp ráp phải cân đo đủ thứ chuyện hết để cho độ chính xác cho quá anh em xài cho nó ổn định ha. Nấu máy cho các bác chị em nghe nha. Đề máy không? Này mình đề 12 các bác chị em ha. Đề một bình ha. Thank you.
cái máy bất kỳ cái máy không không riêng gì cái máy DC60 70 hay là cái máy bốn máy nào, thằng hẳn là cái máy một máy cũng vậy ha. Thì anh em của bác xài chạy khi chạy thì, khi chạy nóng máy thì nó phải có cái hơi hơi lên nha, chứ không phải là đổ hơi nha. Cái đổ hơi là cái khác của bác em. Cái đổ hơi là cái lượng hơi nó bắn ra rất là mạnh, nó bắn khói rất là mạnh ha. Còn vấn đề mà cái hơi nóng của cái máy đổ ra là phải có đâu nha. Cũng có nhiều anh em chưa có hiểu rõ đó, người cứ nói máy đổ hơi, không phải nha. Đó, máy đổ hơi là nó khác, nó khò khác. Còn cái máy mà hơi nó ra là cái chuyện khác, hơi nóng nó ra đó. Chắc mình nói có thể nhiều anh em hiểu ha. Thì con máy này mình đã review xong, thì cũng hy vọng cô bác anh chị em nào đó sẽ ủng hộ mình con máy này ha. Đó. Thì video này đến đây mình cũng xin tạm dừng tại đây. Cũng xin chúc cô bác anh chị em được thành công, hạnh phúc, sức khỏe nha. Xin chào, hẹn gặp lại.